All New for Everest là thế hệ mới của mẫu SUV 7 chỗ đến từ Mỹ mới ra mắt thị trường Việt Nam, tháng 7 năm 2022. Chiếc xe này có sự thay đổi toàn diện nên được người dùng trong nước đón nhận, dù mức giá không hề rẻ. Sau một thời gian mở bản, những chiếc Ford Everest liên tục lên sàn xe cũ với mức lăn bánh, thấp khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn như chiếc xe này. Ra mắt tháng 7 năm rồi, Ford Everest thế hệ mới trở thành mẫu xe hát nhất thị trường trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, thời điểm đó, Người dùng muốn nhận xe Ford Everest Titanium Plus hai cầu phiên bản cao, nhất phải mua lạc tranh đến hơn. 150 triệu đẩy giá xe lên cao hơn so với mức nghiêm yết, từ 1 tỷ lẻ 99 triệu đến 1 tỷ 452 triệu của nhà phân phối. Mặc dù phải mua tranh với giá cao, nhưng hiện nay khi giao bán, chủ nhân phải chấp nhận mức giá thấp hơn nhiều. Theo ghi nhận mới đây đã có một số bài viết đăng tải thông tin giao, bán xe Ford Everest Titanium Plus hai cầu hoàn toàn mới. Đáng chú ý, chiếc xe này mới chạy được đúng 70 km và đăng ký biển số Hà Nội. Đã liên hệ và được biết salon xe cũ chào bán, với mức giá 1 tỷ 6 có thương lượng, tức nếu đàm phán có thể mức giá còn rẻ hơn nữa. Được biết, giá lăn bánh của Ford Everest Titanium Plus ở Hà Nội là 1 tỷ 649 triệu, tức người dùng đã bị lỗ 49 triệu. Đáng nói hơn, người này cũng chia sẻ thời điểm đăng ký xe tháng 12 họ đã phải bỏ ra hơn 150 triệu để mua lạc với phiên bản Ford Everest Titanium Plus. Như vậy, sau 70 km trải nghiệm và xe còn như mới, Ford Everest Titanium Plus đã ngốn của chủ nhân khoảng 200 triệu. Rõ ràng, đây là mức lỗ cao đối với một chiếc xe còn mới như Ford Everest Titanium. Tuy nhiên phần mua tranh lệch trên người dùng chỉ có thể tự trách mình, vì muốn nhận xe sớm. Là phiên bản cận cao cấp, Ford Everest Titanium sở hữu nhiều trang bị khá hiện đại như đèn LED Matrix toàn phần, thiết kế vuông vức nam tính, đuôi xe Ford Everest cũng cải tiến với đèn hậu thành mảnh, vuông vức hơn nhiều. Vào đến khoang lái, Ford Everest Titanium Plus sở hữu những thay đổi toàn diện so với trước đây, khi tập trung vào hệ thống giải trí với màn hình kích thước lớn, sạc không dây, phanh tay điện tử. Ford Everest bản cao cấp nhất sử dụng động cơ dầu 2 lít tăng áp kép, lắp đặt ở bản cao cấp nhất Titanium, sản sinh công suất 209 mã lực và mô men xoắn 500 Nm hộp số tự động 10 cấp hệ dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả phiên bản đều được trang bị trợ lực lái điện. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest 2022 phải cạnh tranh với Toyota Fortuner, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe.